Xin chào tất cả mọi người, mình là Lâm Mộc Nga Trinh, hiện đang là sinh viên năm 2 của khoa Nguyễn Tinh, trường đại học Tôn Đức Thắng. Hôm nay mình ở đây để chia sẻ với mọi người lý do vì sao mà mình lại chọn cái ngành mà thiếu nữ thừa nam đến như thế này. Vậy thì tại sao mình lại chọn công nghệ thông tin là một cái ngành nghề mà mình sẽ theo đuổi trong tương lai? Bởi vì khi mà mình còn nhỏ thì mình rất là thích chơi game. Mình rất là thích cảm giác mà được sống một cái cuộc đời khác trong game. Và mình cũng hay đặt ra câu hỏi là tại sao người ta làm được cái game như vậy? Ngoài cái công đoạn là thiết kế, vẽ nhân vật rồi dựng 3D các kiểu ra thì người ta còn làm cái gì để có thể chạy được con game đó? Và mình nhận ra là người ta có một cái đội gọi là đội lập trình viên, sẽ là những người đặt nền móng cho những con game đó. Và mình mới quyết định là hay là mình theo đuổi cái ngành nghề này đi. Và tại sao mình lại chọn Tôn Đức Thắng là cái trường mà mình sẽ học trong 4 năm đại học? Thì khi mà mình đi tham khảo các trường khác nhau á, thì mình vô tình thôi mình gặp được Tôn Đức Thắng thông qua một bài báo. Và bài báo ấy nói là trường này có một cái thư viện rất là xịn sò. Thì khi mà mình tìm hiểu thêm á, ở các trang chính thống của trường như là fanpage đại học nè, trang tuyển sinh cũng như là trang web của trường, thì mình phát hiện ra wow, tại sao lại có một cái trường mà rộng rãi thoáng mát, sang xịn mịn như vậy mà mình không biết. Thì khi đó mình mới quyết định là ok, mình sẽ chọn trường này. Và khi mà tìm hiểu sâu thì mình biết là trường mình có 3 ngành trong khoa công nghệ thông tin, đó chính là ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, ngành khoa học máy tính và là ngành kỹ thuật phần mềm. Và kỹ thuật phần mềm cũng chính là ngành mình đang theo học hiện nay. Mình nghĩ là cái 4 năm đại học của mình nó sẽ rất là thú vị khi mà được học tại trường, nên là mình quyết tâm luôn, mình đặt nguyện vọng ở trường. Khi học cấp 3, có phải là thầy cô mọi người hay nói với mọi người là lên đại học sẽ học nhàn lắm, không có học gì đâu, lên đây chơi thôi. Không phải đâu mọi người. Lên đại học là mọi người phải học được cái cách là tự tìm tòi, học hỏi các thứ mới. Thầy cô cũng chỉ là người hỗ trợ thôi. Thật sự đó là mình kiểu rất áp lực luôn. Mình rất là mệt mỏi khi mà lúc nào cũng phải đối diện với một núi bài tập như này. Mình stress với nó. Và thậm chí cái động lực duy nhất để mình có thể tiếp tục á là game cũng không thể chơi được luôn. Bởi vì quá nhiều bài tập, mình lúc nào cũng phải làm rất nhiều bài tập khác nhau. Thì lúc đó mình mới kiểu nản quá, mệt quá. Bây giờ làm sao ta? Thì mình mới bỏ cuộc. Mình muốn từ bỏ mọi thứ. Và mình đã được mẹ vực dậy bằng những cái suy nghĩ tích cực hơn. Từ đó thì mình cũng đã cố gắng nỗ lực hơn nhiều trong công việc học tập. Hôm nay thì con cũng muốn cảm ơn mẹ bởi vì những điều mà mẹ đã làm cho con. Mẹ đã vực dậy tinh thần con từ lúc mà con bị trầm cảm nhất trong cái chuyện học tập. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Thì mình cũng có một nguồn động lực khác, đó chính là các thầy cô. Các thầy cô giảng viên đã giúp đỡ mình khi mà mình không có biết làm bài. Đó là khi mà mình không biết mình nên làm theo hướng nào thì tốt, thì mình đã gửi email cho các thầy cô và được các thầy cô nhiệt tình hướng dẫn là em nên đi theo hướng A nè, thay vì theo hướng B thì không có làm ra đâu. Và từ đó thì mình đã cải thiện bản thân của mình nhiều hơn, đạt được nhiều cái tư duy logic khác nhau hơn. Khi mà học khoa thông tin thì mình đã học được rất là nhiều những kỹ năng khác nhau, chẳng hạn như là kỹ năng phân tích nè, kỹ năng tư duy logic, kỹ năng tính toán cũng như là kỹ năng tự học. Thì mình nghĩ là kỹ năng tự học không phải là chỉ riêng một mình khoa công nghệ thông tin thôi đâu, hay là ngành công nghệ thông tin thôi đâu, mà ngành nào cũng cần hết trơn á. Bởi vì khi mà các bạn đã có kỹ năng tự học rồi thì các bạn sẽ có thể tự cập nhật cho bản thân những cái thông tin mới về ngành của mình và các bạn sẽ có thể phát triển nhiều hơn trong tương lai. Công nghệ thông tin đang là một ngành hot của thời đại. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì khi mà các bạn nhìn lại vào cuộc sống của mình á, thì công nghệ thông tin nó là một phần thiết yếu cuộc sống luôn rồi. Bất kể thứ gì hiện tại đều sử dụng công nghệ thông tin trong nó cả. Các bạn sinh viên công nghệ thông tin khi ra trường á, thì sẽ không có bị lo thiếu việc làm. Bởi vì đây là một ngành rất là cần thiết trong đời sống. Hiện tại các doanh nghiệp, các công ty từ lớn nhỏ, từ công đến tư á, thì đều cần về công nghệ thông tin cả. Và hầu như các bộ phận đều có, các công ty đều có bộ phận về công nghệ thông tin. Và đó là một cái điều mà rất là tích cực khi mà sinh viên ra trường. Ngoài ra thì mình cũng nghĩ là các bạn nên tham dự các buổi hội thảo. Bởi vì khi mà các bạn tham dự các buổi hội thảo về học thuật á, thì các bạn sẽ nâng cao được khả năng của mình, nâng cao được trình độ cũng như là trau chuốt hoàn thiện bản thân nhiều hơn.
còn tham dự các buổi hội thảo về chuyên đề hay là cái gì đó thì sẽ giúp cho các bạn tạo được một cái mối giao tiếp rộng hơn và dễ tìm kiếm việc làm hơn trong tương lai. Để học được ngành này á, thì bạn phải hy sinh rất là nhiều thứ như là thời gian nè, sức khỏe của bạn nè. Nhưng mà yên tâm đi, khi mà bạn đã gọi là trở nên hoàn thiện bản thân tốt nhất có thể rồi á, thì bạn sẽ nhận lại được thành quả xứng đáng. Pay it forward.